Phát Sơn chào các con ha. Tiếp tục bữa nay Phát Sơn chia sẻ một số vấn đề phun cử chậu điều cho lúa đại thơm 8 ha. Thì đây là lúa đại thơm 8 ha con. Bữa nay chậu điều bữa nay 62 ngày ha. Thì nói chung thì cũng tùy vào cái dàn lúa bà con. Nó chậu trước chậu sau trên lại cũng 2-3 ngày á. Có một số bà con hiện nay thì mới lạc sạc có nữa. Số chậu điều đó. Thì nó trung bình cũng 65 ngày là điều hết á ha. Ví dụ này 65 ngày thì đại thơm khoảng 95 ngày cắt dừa. Còn mấy giống kia khoảng 92 ngày thì gục đó, 380 rồi đó, nó vô gạo sớm lắm. Thì đó đại thơm này thấy vậy chứ cũng vô bộ sớm con, cái tỷ lệ nó không có số hạt trên bông không có nhiều, nó 5-6 chục hạt. Thì đối với đại thơm 8 này thì nó có cái bệnh là vàng lá chín sớm không con, nó vàng theo cặp máy bìa hoặc là nguyên lá, thường thường nó chạy theo cặp máy bìa. Thì bà con mình lưu ý xịt thì đối với cái thằng vàng lá chín sớm này thì nói chung thì cũng chưa có thuốc trị đâu bà con ơi, thì cũng dùng một số thuốc để vàng lá chín sớm, chứ thật sự là nó là do cái đặc tính của giống lúa nói 54-51 á, đặc biệt là do các cái vụ hè thu là bị nhiều nhất vàng lá chín sớm. Đông xuân này cũng có nhưng mà hạn chế ha. Nhưng mà nếu hên là cái thời tiết nó không có mưa gió, nó nắng nó ra nắng, còn nó lạnh nó ra lạnh thì nó ít định ha. Mà kiểu như mà sáng gần sáng mà lạnh tới 8-9 giờ tự nhiên Phật lên nắng nóng như thay đổi đột ngột, thay đổi qua đổi lại quá là cái bệnh vàng lá chín sớm nó rất dễ là phát triển. Và mưa vậy đang nắng gắt tự nhiên cái chuyển mưa cái hướng lạnh, cái mưa làm hoài đó, thì nó cái thằng đại thơm 8 thì nó có cái tình trạng nó chịu không nổi không con, nó sẽ bị vàng lá chín sớm. Và cái cách khắc phục của bà con của mình thì bà con phải dùng các cái thuốc, thì các thuốc khác thì không biết ha, nhưng mà hiện tại thì có cái thằng tin shipper á, thì bà con thấy cái thằng tin shipper nó cũng có để trị vàng lá chín sớm, nhưng thật sự là cái hoạt chất nó không có trị ha. Mình xịt là mình xịt mượn cái nồng độ của nó thôi ha. Nồng độ của tin shipper nồng độ nó mới cao á, nó cao lắm, nó nóng lắm. Với mượn thằng đội phụ gia của công ty để mà mình áp chế, tại vì khi bà con xịt, và đặc biệt như cái dàng lúa đầy thơm của bà con mình mà nó xanh á, kiểu như nó xanh nó dư phân á, thì bắt buộc bà con xịt tin ha, kể cả chậu điều luôn. Nếu mà chậu điều mà bà con xịt tin thì bà con một là xịt sáng sớm, hai là xịt chiều mát ha. Nhưng mà bà con muốn hiệu quả cao thì xịt chiều mát như nè ha. Chiều mát nó hạ nhiệt độ xuống rồi, lá lúa nó không có đang nó cái lá lúa đang không có nhiệt độ, bà con xịt vô nó nóng không sao ha. Còn mà nếu mà con xịt mà gặp giấc trưa cống mé vậy đó, bà con giấc trưa nắng mà bà con lá lúa nó đang có cái nhiệt độ cao 30-40 độ rồi mà con xịt tin vô nữa, hoặc mà các cái thuốc khác cái nồng độ nóng á, nó sẽ giúp cho cái lúa nó xuống ha, nó xuống cái màu lá là nó xuống luôn á. Nên mà con xin lưu ý thuốc nóng mình xịt sáng sớm hoặc là chiều mát. Nó còn thuốc mát thì mình xịt chắc nào cũng được ha. Đặc biệt lúa đang chỗ này thì xịt một là chiều mát, sáng thì tới 9 giờ ngoài là đừng nghỉ, còn chiều là khoảng 3 giờ ha. 3 giờ là chắc ăn nó hiếp miệng rồi thì mình còn xịt ha. Đó, thì nói về vàng lá sớm cho đầy thơm, thì đối với các lúa mà nó dư phân á thì nó sẽ rất là dễ bị ha. Thì nên mà con mình xịt lúa quá xanh đầy thơm 8 hoặc là OM vậy ha. Hoặc các giống khác thì không biết ha, nhưng mà đầy thơm 8 vô OM mà nó quá xanh thì con nên xịt tin shipper đi ha, kể cả chậu điều luôn đó, thì nó sẽ áp cái màu lá của con là ít có bị bệnh vàng lá chín sớm lắm. Còn một con để xanh xanh thế vậy chứ nó thứ nhất là nó vô gạo không tốt, thứ hai là nó ưa bị qua tình trạng là vàng lá chín sớm đó. Thì bà con lưu ý trong vấn đề này, tin shipper nó vậy chứ nó áp hay lắm, tại vì cái nồng độ nó cao, nồng độ và cái phụ gia của công ty rất là cao đó. Còn đối với cửa này thì bà con mình nhớ lưu ý về cái vấn đề gầy ha. Thì nói chung thì gầy thì giai đoạn chậu điều rồi con xịt Bechina một cái bình hoặc một gói thì cho 1.300 m² là tới cắt rồi nhé. Nó mất tiền thiệt nhưng mà nó ok, chẳng thà là ra thuốc vậy mà bà con ta chịu, chứ đừng có ra gói 2-3 ngàn mà xịt chơi chơi vừa tốn tiền tốn công mà trở ngược là nó ảnh hưởng tới cái sinh trưởng cái lúa nữa ha. Nó nóng nó vô gạo sau này nữa. Ba cái thuốc mà 2-3 ngàn xịt tèn, một số bà con mình nó tiết kiệm tiền á, xịt gì đó rồi xịt nhiều cử rồi ba thuốc qua nó nóng nó cháy rồi nó ảnh hưởng tới cái khả năng vô gạo nữa. Nói chung mà chẳng thà ra thuốc nào ra thuốc đó, nó mất tiền thiệt nhưng mà nó thời gian lưu vẫn kéo dài đó, cho bà con nông dân mình nó đỡ cực trong vấn đề quản lý sâu bệnh. Bây giờ ra thuốc nào cũng được, cho yêu cầu nó quản lý tốt lưu vẫn dài thì bà con mình ok à, cái tiền bạc thì không có vấn đề đâu. Còn về cửa này anh xịt thì chủ yếu thì cũng amitatop hay mà con, thì cái này thì do cái dàn lúa này thì nó cũng không có xanh quá ha. Nó màu vậy là màu nó thiếu phân, nó vô chứ nó công chứ me cái nữa là nó phập liền đó. Mà nếu bà con xịt thuốc nóng nữa nó sẽ màu xuống nữa ha. Thì ở đây anh xịt amitatop thì nó là chị về lâm lép hay mà con, nó thành phần là azoxystrobin và defenconazole, hai thành phần hoạt chất và cái phụ gia ha. Và kế tiếp là thằng kèm Bechina ở đây thì hiện tại thì có gầy rất nhiều, hiện tại đang là dịch luôn á, dịch gầy phấn trắng luôn á. Thì Thác Sơn nói thêm một số cái vấn đề gầy phấn trắng á, thì ở đây thì Thác Sơn thấy không có, có chút đỉnh thôi cái vùng đất ở đây. Còn một số bà con hiện giờ á, bà con nào mà bón phân nóng đồng đó, xịt kích đồng rồi đó ha, cho cố vô, rồi dằn lá là ủ chân thì lo xịt gầy phấn trắng mệt luôn mà không chết.
Thì đó gài phấn trắng thì bà con cũng xịt dạng Bersena bình thường, khác như đoạn trước chỗ hoặc sau chỗ. Nếu trước chỗ thì bà con kèm xung hơi mạnh mạnh vô, nó có vàng lá thì nó có, nếu ấy thì bà con kèm Atonit hoặc là các cái thích thuốc thích sinh trưởng nào khác mà nó đừng có nhóm quá, còn kèm vô nó sẽ kéo vàng lá, là kèm chung với cái thuốc gầy á, nó sẽ diệt gầy phấn trắng. Thì gầy phấn trắng thì bà con xịt lưu dẫn cái thợp với sông hơi mới được ha. Còn bà con xịt sông hơi cũng không chết mà lưu dẫn không chết, thì cũng như mình xịt ngừa xịt cho nó hạn chế thôi, chứ thật sự gầy phấn trắng giờ cũng khó trị quá đó. Thì bà con lưu ý, còn lúa này thì bà con xịt có gầy phấn trắng gây cho đoạn chỗ thì mình xịt bà con lên xịt Bersena luôn, kết hợp với thằng sông hơi kèm chút đỉnh 10cc 15cc thôi để nó nóng á. Thì bà con kèm thêm 3.6 vô nữa cho nó tập trung, nó trị về gầy phấn trắng cái nó nhiều thiệt nhưng mà nó quản lý sẽ ok hơn đó. Thì vàng lá mà còn ít thì ít gầy thôi, còn về thuốc thì đất sơn nói hắn cỡ này thì xạ amitatop rồi với thằng Bersena là trị đầu ôm lẹm lép với gầy. Rồi cái tiếp thì nói chung nên xài cặp, không con cặp này thấy đa số bà con cũng xài cặp cũng hai mấy ngàn hết đâu bim. Thì đó thì hoạt chất cũng là chichi gravula, nó là kỳ đô ha, cái nồng độ rất là cao 800 gram trên ký luôn. Chichi gravula và cả sữa cơ sinh là vi khuẩn mà con ha, cái này là cặp đô vi khuẩn đó. Thì nói về cái vi khuẩn á, thì vụ này thì thật ra thấy không có khả quan đâu bà con, mình xịt nên tiết kiệm ha, đừng có cửa nào cũng xịt ha. Nó nếu bà con xịt nặng lắm, cái dạ vụ này bà con xịt nặng lắm là cho trước chỗ và sau chỗ là nặng đó, đó. Tại vì bà con giờ thật ra bà con giờ nhận lúa nè, thứ nhất là điều kiện thời tiết không thuận lợi cho nó phát triển, thứ hai là cái dạng lúa bà con nó không có dư lá ha, nên vi khuẩn cũng không phát triển đâu. Nó phát triển là phải thời tiết là âm u ẩm ướt hoặc mưa gió ha, nó mới phát triển thôi đó. Bây giờ bà con mình nắm bắt được cái tình hình đó bà con làm thì nó sẽ tiết kiệm tiền thuốc ra cho bà con nhiều. Còn đối thức sơn thì vụ này khỏi luôn đi, khỏi có bán thuốc vi khuẩn được luôn. Thì cái tiếp anh cũng kèm thêm Atonit, thì nói chung Atonit bà con kèm cái cửa này cũng rất là im hết bà con. Nói chung là cái vụ đông xuân này ít nhiều bà con kèm thằng kích thích sinh trưởng đi, Atonit hoặc là dạng nào cũng được. Nói chung Atonit thì nó dạng kích thì nó cũng hay hết bà con, xịt nó dễ lúa hay, nó giúp cho lúa bà con mình nó vô gạo cũng nhanh nè, trao đổi chất quang hợp ok nè, vàng lá nó cũng ít xuống ha, nó Atonit ha. Đây. Thì một công cắt nữa bà con mình xịt nên xịt hai thẻ đi cho nó đúng liều lượng ha, công cắt hai thẻ. Đây lúa này thơm thì sân chia sẻ cho bà con vậy ha. Nó thì bông vừa vừa thôi nhưng mà nó vậy thì nữa vô hạt chịu. Cái màu lá này là chừng nữa phải rước phân nè. Nếu mà con xịt thúc quá mà thúc nóng quá nó còn mau xuống nữa ha. Nó dư lá thì bà con mình xịt nồng độ cao để cho nó áp là đừng cho bệnh nhân nó chứ sớm thôi. Còn nó màu vừa vừa thì bà con nên lựa chọn thuốc mát ha, tùy theo cái dạng lúa mình chọn thuốc xịt cho nó ok ha. Rồi thì sang chia sẻ cho bà con nha.